nay mình ghé chạy hợp đồng của anh Sinh để mình bắt xong cái bài dịch của ảnh. Thì rất là hiếm người như ảnh hiểu chuyện cái chỗ mà mình nuôi con vịt trống thêm vài ngày cho nó cứng. Thì bữa mình bắt máy thì nay cũng được 1 tuần lễ nữa rồi. Trống này nay 83 ngày, nó còn 4 ký mấy luôn, nó đều rang hết rồi. Đó thì mình cũng nhắc lại là đó, khi mà mình dạch cái cánh lên thì mọi người thấy là nó đủ đủ 3 hàng lông như thế này thì con vịt nó mới đạt được nha, nó mới được đủ đủ cái tiêu chuẩn để mình xuất chuồng đó. Thì lúc này con vịt nó mới ra nạc nhiều và mình bán cho những cái thương lái, người ta nó mới thích. Hôm nay mình sẽ ghé mình bắt bắt hết luôn. Thì bầy này bữa 1.000 con thì còn có mấy trăm trống, thì hôm nay mình bắt hết thì mình sẽ quay một lần nữa cho mọi người xem cái chuồng của anh Sinh. Mấy con ngoài đây là giặt á hả? Mấy con bự bự bắt cho ảnh đi tháng 1.000 con mà có 2-3 con tật gì hả? Đó, này hồi mình rước cho ảnh 2-3 con nữa. Đó, mình sẽ quay cho mọi người đi xem cái toàn cái trại của ảnh. Ngoài con giống ra cái chuồng trại nè, kỹ thuật nuôi nè, nó cũng quan trọng không kém nha. Bên này có một bầy của anh 1.000 con. Cho mọi người đi tham quan trại anh thôi. Nó đẹp quá. Ở ngoài ngoài đây có cái chỗ sân sàn nhưng mà có cái ánh nắng đó, quan trọng lắm nha. Có ánh nắng thì nó sẽ giúp cho con vịt nó phát triển nhanh và cái bộ lông nó đẹp. Ảnh nuôi sàn không nhưng mà bầy nào cũng đẹp hết. Thì đây là cũng 1.000 con, bầy này chắc được gần 50 ngày rồi. Đó, ngoài trong kia có bầy 1.000 con đang ương nữa. Rồi, tắt đi, hồi vô trống bấm tiếp. Rồi, hiện tại thì mình đã cân xong cái bài dịch của anh Sinh thì rất là mừng. Cái chuyến đầu thì mình cân 99.200.000, chuyến này là mình cân gần 81 triệu, thì tổng nó hơn 100, nó khoảng 180 triệu. Thì chi phí cái bài này là mình với anh Sinh cộng lại là 130 triệu, khoảng một tiền giống với tiền cám với tiền thuốc luôn. Thì sẵn đây anh Sinh sẽ có vài lời để nói chung là anh sẽ có những cái hay và những cái lưu ý để mọi người có thể học học hỏi hoặc là tham khảo. Thì đây là cái thực tế mà cái những cái lời nói của anh Sinh sẽ cũng giúp, mong là giúp được mọi người chăn nuôi cái con vịt xiêm này nó hiệu quả hơn. Rồi, mà anh xin nói cho vài ý kiến. Thì tôi sinh trước đây là cũng chăn nuôi vịt trắng, sau nó cũng giá cả nó cũng không được ổn định lắm, rồi cũng quay qua chỗ chú đoàn thì nuôi vịt xiêm. Nó đúng mình nói về cái thể chú đoàn về con giống thì đúng là chú làm nó cũng có cái tâm, thì con giống nó cũng ổn định, ok, rồi thức ăn. Thì nói về cái kỹ thuật nuôi con vịt xiêm thì nó đúng ra nó cũng khác hơn con vịt trắng, mà mình phải chú tâm hơn. Con vịt trắng nó hơi nhiều, mình quan tâm nhất là cái quá trình mình ốm nó thì cái nhiệt độ nó cũng giống như con kia, nhưng mà nó cần hơi chăm sóc kỹ hơn chút. Là cái tuần đầu mình cũng cái thuốc, rồi thuốc ốm, rồi mình cũng xài cái kháng sinh. Rồi nhớ bà con nên nhớ cái con vịt xiêm mình xài kháng sinh thì nó cái lúc khoảng từ 25, từ 1 ngày tuổi đến 25 ngày tuổi mình xài cho nó đúng cái liều của nhà sản xuất thuốc, đừng có xài nó dư quá. Thì sau này ví dụ như nó dư quá thì mình nó cao quá thì sau này nó có xảy ra bệnh thì mình cũng khó trị. Vịt xiêm này nó hơi có chỗ đó, mà nuôi vịt xiêm này muốn
đạt được theo mình đó, thì cũng mới nuôi lần đầu, nhưng mà theo mình thấy thì bà con nên bỏ cái công chăm sóc kỹ nó một chút, quan tâm nó. Có nghĩa là một ngày mình ra mình chăm sóc, mình đổ nó ăn, mình theo dõi nó. Và ban đêm ít nhất là bà con mình phải ra thăm nó khoảng cỡ ít lắm là khoảng 2 lần. Vì còn thức ăn thì mình cho nó, thật tình là mình cho ăn thức ăn không, không có độ một cái gì, nhưng mà cho là ăn suốt chứ không có phân cử, suốt là từ nhỏ cho tới lớn luôn, tới suốt chuồng là mình cho nó ăn suốt chứ không có phân cử. Thì từ 2 giờ mình cũng dẫn đổ, có anh em có khi có người ta nuôi tới 2 giờ người ta lại ngưng, để tới sáng người ta mới cho ăn. Thì mình cũng 2 giờ mình ra mình đổ một chuyến cuối cùng, cái thời điểm 2 giờ đó nó ăn mới là hay. Bà con nên rút kinh nghiệm cái đoạn thời gian cho ăn 2 giờ tới sáng, tại vì thời gian đó nó nghỉ cũng hơi lâu, mà nếu mà nó đói thì cũng xem sáng nó đi cái phân nó lại khác, mình chẩn đoán nó bệnh nó không có chính xác, cho nên là mình cho nó ăn từ 2 giờ cho tới sáng thì cái phân nó đi nó ổn định, khi nó có xảy ra bệnh thì mình kịp thời mình phát hiện nó, kịp thời mình trị nó nhanh. Thì đúng là con gì sim nó như thế đó. Thì mình cũng mới nuôi lần đầu nhưng mà thấy cũng mừng. Thì cái trại của chỗ đoàn thì làm nó cũng có cái tâm nhiệt tình, rồi con giống rồi thức ăn là thấy nó cũng ổn định. Thì này mình cũng tiếp tục mình nuôi trại mình cứ một tháng rồi mình vô ngàn. Thì trong quá trình mình nuôi nó có cái gì mà hay thì mình cũng chia sẻ để cho bà con mình cùng nhau phát triển kinh tế gia đình, chứ mình cũng không có giấu giếm một cái gì. Mình cũng mong là bà con ví dụ như có chi đó rồi mình cứ hỗ trợ với nhau, rồi tâm sự với nhau cho nó đạt cái hiệu quả nó tốt. Cái giai đoạn mà nó ra lông á, anh có cái gì để cho cái bộ lông nó đẹp vậy? Cái thời gian mình cũng nên xài cái kích lông, cái con trắng á, mình nói dùng trắng một tí là tại sao mà mình lưỡng lự cái vụ kích lông. Tại vì con trắng mình vô kích lông á thì nó lại ốm con vịt, là nó lo nó nuôi bộ lông, tại vì thời gian con trắng nó nha ngắn. Lúc tôi nuôi vịt trắng thì tôi không có xài kích lông, rồi qua bên vịt sim thì xài kích lông. Thì trong cái kích lông đó bà con nên cộng thêm với thằng đạm ADR, tại vì trong cái ADR đó tôi xài là bạc ma son. Bạc ma son sau cái khúc khoảng 50 ngày trở lên thì bà con vịt sim này bà con nên xài cái đạm thủy phân. Cái đạm thủy phân này nó rất hay bà con. Nó rút ngắn thời gian lại, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái bộ lông nó rất là mượt, mà vịt thì nó lại bung. Đạm thủy phân đó mình mua ở thú y. Thì nói về con vịt sim này thì cái bà con nên dùng cái đạm thủy phân, thì từ một tháng trở lên là bà con bắt đầu dùng được rồi. Thì nếu mà cái đạm thủy phân này mình mua cái loại hơi tốt một tí là nó khoảng tầm 300 trở lên một ký hoặc là một chai. Ở đây mình đang xài ở trại của mình thì mình nên xài cái bộ, thì tính ra bà con xài nó cũng có cái lợi, là vì 1.000 con một ngày mình cho uống nó từ 100 gram trả lại thôi, từ 70 gram tới đến 100 gram trong một ngày. Thì một tuần mình cho uống 3 ngày 4 ngày rồi mình ngưng, qua tuần sau rồi mình cho uống tiếp 3-4 ngày. Rồi bà con cứ nên cộng cái men, nói đúng là cái men mình xài cũng đừng có cao cấp quá, xài cái men cũng thường thôi, nhưng mà cho uống suốt quá trình nuôi nó mới kiểm tra được cái ổn định được cái đường ruột của con vịt nó ổn hơn. Thì đó, trong quá trình của mình nuôi thì lúc đầu thì mình có chia sẻ bà con như thế. Em cũng đại diện bà con chăn nuôi cảm ơn những lời chia sẻ rất là có tâm và thiệt tình của anh Sinh. Mọi người theo dõi và có thể mình học hỏi cũng như là mình tham khảo thêm nha. Cảm ơn anh Sinh rất nhiều.